Hello mọi người, thì hôm nay Moon sẽ tập hợp cái tông đơ mà Moon mới vừa mua ở trên Tiki cách đây một tuần, thì một tuần nó mới giao nha mọi người. Đó, đây là cái tông đơ, thì bây giờ mình sẽ thu cái tông đơ. Cái này là cái đồ nghề mới của mình để mình chuẩn bị làm trong cái mùa dịch này á. Mình làm nghề hớt tóc, thì mình nghe nói là cái nhu cầu hớt tóc trong mùa dịch này cũng khá là nhiều, cho nên mình mua cái tông đơ về mình tập trước. Khi mà mình tập hớt quen rồi á, thì sau này mình có tất nghiệp á, thì mình làm cái nghề hớt tóc luôn. Đó, thì đây là cái tông đơ. Đó, thì mình nghe nói là nó tặng cái bộ kéo luôn, không biết có tặng hay không nữa. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái hộp này ra nè mọi người. Rồi cái trang này đúng không? Trời ơi, cái bao gì mà dán chặt quá trời chặt luôn. Coronavirus là nó ngập thở hết luôn. Đây mọi người, đỡ ra rồi, cái hộp nó rất là đẹp nha. Trên hàng tông đơ cắt tóc tặng bộ kéo tỉa lấy rái tay có đèn, không biết có hay không, ghi gì thôi chứ không biết có hay không, nhà nhập khẩu rồi công ty Hùng Hiền gì đó. Khui số điện thoại nhắc tên rồi ghê rồi. Bây giờ Môn sẽ khui ra nha. Con chỗ nào khui đây đây đây. Bộ đồ nghề mới mọi người, đây là cái đèn. Cái đấy là cái lấy giấy tay. Có. Ủa, đèn. Cái này là cái này. Cái này là cái lấy rái tay có đèn. Một bộ kéo. Đó. Cái tông đơ nè. Tắt lên. Ngoài ra thì nó sẽ có mấy cái bộ thay vào tông đơ nè. Cắt nha mọi người. Đó, kéo đồ. Cái này không biết để làm cái gì nữa. Để thay cái ấy kìa. Rồi có chai này, chai dầu gì đó. Nhưng mà một cái bộ này á, mình thấy nó thiếu một cái, mọi người biết đó là thiếu cái gì không? Thiếu cái kẹp mà kẹp tóc á mọi người. Kẹp mà để giữ tóc, để mà mình cắt một bên á, xong rồi bên còn lại mình cắt sao thì mình phải kẹp nó lên. Đó là cái gì sạc điện. Đó, nói chung là cũng tạm ổn đó mọi người. Bộ này cũng có thể tự học tại nhà được nha. Thì mùa dịch này Moon sẽ cố gắng học cắt tóc để sau khi hết dịch có thể ra làm nghề được. Thì chắc là mọi người cũng thắc mắc là cái bộ này bao nhiêu tiền ha. Thì cái bộ này mua ở trên Tiki. Dầu mới phát hiện luôn nha mọi người, lúc mua bộ này mới phát hiện. Bộ này á, là mình nói cho mọi người biết nha, không phải là trên Shopee cái gì cũng rẻ nhất đâu nha mọi người. Trên Shopee bữa trước á, là mình đặt cái bộ này là 200 mấy. Xong sau đó mình hỏi bạn mình là nó mua cái bộ này trên Tiki có 100 mấy à. Sau đó mình quỷ đơn cái trên Shopee mình mua trên Tiki. Mà cái bộ này mua trên Tiki thì lại được tặng thêm cái bộ kéo nữa. Còn trên Shopee thì nó không có ghi tặng bộ kéo. Cho nên mình thấy là mọi người nên mua thì mọi người nên check giá ở hai bên, chứ đừng có mà thói quen lên Shopee xem mà tưởng nó rẻ nhất. Nó không có rẻ nhất đâu nha mọi người. Ok, ngày mai Moon sẽ bắt đầu thực hành lớp học cắt tóc của Moon. Thì hẹn mọi người ở video ngày mai nhé. Bye bye.